Sử dụng gỗ hôm nay giới thiệu với các bác bức di lặc đéo bao ngồi trên đống tiền, gỗ chắc đỏ đen hàng để mộc các bác nha. Bức nhỏ này có thể để bàn hay để ô tô các bác nhé. Trưng bày rất là đẹp, hàng đục kỹ đây các bác nha, rất là đặc gỗ. Em sẽ quay cận cảnh cho các bác thấy này, gỗ chắc đỏ đen các bác nha, hàng mộc thôi đã đẹp không tì vết, rất là mịn màng rồi các bác nhé. Những cái hàng nhỏ như này để đục kỹ rất là khó luôn các bác nha. Di lặc ngồi đống tiền kéo bao đây ạ, dinh tài dinh lộc về cho gia đình nhà mình các bác nhé. Các bác ngắm kỹ tác phẩm này nha. Từng tác phẩm này thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin qua số Zalo 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Các bác ở Hà Nội hoặc có thể qua trực tiếp cửa ở 137 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em. Các bác xem video xong nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sử dụng gỗ 137 để cập nhật các video hàng quay full HD bên em nha. Bên em live stream tượng gỗ ở trên trang Facebook Gỗ Tiến Thành vào tối thứ hai và tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 8 giờ tối các bác nhé. Các bác ấn theo dõi và kết bạn Facebook để xem các video live stream để nhận được các phần quà rất là hấp dẫn các bác nha. Cảm ơn các bác rất nhiều.